Sáng hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng đặc biệt nguy hiểm Hồ Đức Nhật, sinh năm 1994, ngụ khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, vừa bị bắt giữ sau gần 2 năm bị truy nã toàn quốc để tiếp tục điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2020, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Long Xuyên phối hợp Công an phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt đối tượng Nguyễn Giang Cường, tự là Dũng Chùa, sinh năm 1971, ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, theo quyết định truy tìm của cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang. Quá trình kiểm tra phát hiện trong túi quần jean màu xanh phía trước bên phải của Cường đang mặc có một bọc ni lông trong suốt, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi vấn là chất ma túy. Đồng thời, Cường thừa nhận ma túy đá mới mua của Nhật mục đích để sử dụng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài Cường, Nhật còn bán ma túy cho nhiều đối tượng nghiện khác từ năm 2020, nên ngày 6 tháng 1 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên khởi tố bị can nhưng không biết rõ Nhật đang ở đâu khi không thấy tại địa phương. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra quyết định truy nã bị can đặc biệt nguy hiểm. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt được đối tượng tại Phú Quốc và tiến hành lập biên bản di lý về An Giang.